chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lu Life Vlogs. Thì bây giờ là mình sẽ khui cái này ra để mà mình ăn nhé. Ok, và đợi mình xíu nha. Nãy dễ mở lắm mà ta. Ok, và bây giờ mình sẽ khui cái bịch này ra và làm cái muỗng. Thiết kế lại cái muỗng, gắn lại cái muỗng một xíu nhé. Rồi bây giờ sẽ đổ cái này để các bạn cùng xem nha. Trong đây nó có những cái gì. Cái mùi rất là ngọt các bạn, cái mùi rất là ngọt. Ok, và cho các bạn xem. Ok. Rồi đây là để xem cái này là những cái nguyên liệu gì nha. Đây các bạn. Thấy rất là nhiều thứ mà không biết là cái gì ở trong đây. Ok, và bây giờ mình sẽ bỏ sữa vô đây ha. Ok, và mình cho các bạn xem nha. Bỏ sữa vô. Bỏ sữa vô. Ơi. Ok, và mình đã trở lại rồi đây các bạn, với lại một món ăn nó sẽ sẵn sàng đây. Sữa nè các bạn. Đây sữa đây. Đó. Ở đây mình sẽ được có một hỗn hợp. Hỗn hợp sữa với lại là ngũ cốc. Đó. Ok, và bây giờ mình thử nha, không biết là nó có nở ra chưa, nhưng mà chắc mình có thể thử miếng. Cái này mới ăn giống như cơm vậy các bạn, giống như cơm vậy á, nhưng mà ngọt. Khá là ngọt các bạn. Một điều rút ra là cái này nó đã ngọt sẵn rồi thì các bạn nên xài sữa không đường, nó sẽ tốt hơn sữa có đường, tại vì hai thứ ngọt nó sẽ bỏ vô ăn nó sẽ nhanh ngán hơn các bạn đó. Thì đây để cho mình xem thử coi. Thì ở trong này á, trong này nói chung là người ta mix, người ta y như là bỏ rất nhiều thứ vào á. Giống như cơm nhưng mà ăn cũng ngon các bạn, ngon. Tại vì nó có nhiều y như là đậu á. Nhiều cái hạt á. Nhưng mà hơi ngán nha. Cái này phải bỏ sữa hẳm đường ăn mới nổi á. Để xem lại thành phần coi. Thành phần yến mạch nguyên cám nè. Đúng rồi, con cái mùi yến mạch nè. 35% bột yến mạch nguyên cám, 15% rác cây sấy, 8% hạt bí, sơ bột, dầu thực vật, dầu dừa, gạo lứt, bắp, bột lúa mì, cơm dừa. Rất là nhiều thứ các bạn, có quá nhiều thứ luôn. Nhưng theo mình nghĩ các bạn nên bỏ mấy cái hạt như những cái việc như video trước mình nói á, hạt ốc chó, hạt nhân, mắc ca hay gì đó, đậu gì đó các bạn có các bạn bỏ vô. Thì mình nghĩ nó sẽ ngon hơn. Hạt chia, da ua,
đó, mình chưa có bỏ dầu ui vô. Ok, nói chung là cũng ok các bạn. Ok thì đây là lần đầu tiên mà mình ăn ăn cái này các bạn. Lần đầu tiên mình ăn cái này. Tại vì những lần trước á mình y là tự làm á. Y như là mấy cái hạt này này kia đó, mình sẽ bỏ vô mình trộn chung vô. Xong bỏ yến mạch luôn. Đó, tự trộn vô, còn cái này là diễn nó giống như cái kiểu như là mì gói vậy các bạn, y là người ta sẽ làm sẵn hết, các bạn chỉ bỏ sữa vô ăn thôi, cho nên là nói chung chất lượng nó sẽ không có bằng cái mà mình tự làm ha. Ok, nhưng mà được cái là ăn sẽ rất là nhanh, chế biến sẽ rất là nhanh, sẽ đỡ tốn thời gian ha. Ok, và chào tạm biệt các bạn nha, thì hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo, và đừng quên subscribe cái kênh YouTube của Lubu nha. Ok, see you later.